La Tấn đối xử với Đường Yên, bảo sao Triệu Lệ Dĩnh ly hôn tài tử Phùng Thiệu Phong. 2 tuần sau khi tuyên bố ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn đang là chủ đề bàn tán không ngớt trên mạng xã hội. Hàng loạt tin đồn về nguyên nhân chia tay của cặp đôi khiến dân tình bán tín bán nghi. Thậm chí, Triệu Lệ Dĩnh còn bị đặt lên bàn cân so sánh với những mỹ nhân cùng thời. Về đường tình duyên và hôn nhân, trang QQ mới đây đã có một bài viết phân tích với dòng tít gây chú ý. Nhìn chuyện tình yêu của La Tấn và Đường Yên mới hiểu lý do vì sao Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn. Bài viết đã đưa nhiều dẫn chứng, nêu lại hoàn cảnh quen biết và tình sử của các nghệ sĩ, đồng thời suy đoán về nguyên nhân ly hôn của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Đường Yên và Triệu Lệ Dĩnh đều là tiểu hoa đán, thế hệ sinh sau năm 1985 và cùng kết hôn vào năm 2018. Cả hai nghệ sĩ đều bước vào cuộc sống hôn nhân trong khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Đáng chú ý, cả hai đều kết hôn với người có sự nghiệp lép vế hơn mình. Sau khi sinh con, sự đối lập giữa Đường Yên và Triệu Lệ Dĩnh ngày càng trở nên rõ ràng. Trong khi nàng Triệu Mặc Xanh luôn xuất hiện rạng rỡ với gương mặt ửng hồng và tràn đầy hạnh phúc, thì nàng Sam Sam lại thường xuyên lộ diện với gương mặt gầy, đôi mắt đờ đẫn và hốc hác. La Tấn được miêu tả là người đàn ông sống nội tâm, tính cách khiêm tốn. Suốt 18 năm lăn lộn trong làng giải trí, La Tấn gần như không dính scandal nào. Trước khi kết hôn với Đường Yên, mối tình duy nhất của anh là Hồng Thiên Triều, con gái của tài tử Hồng Kim Bảo. La Tấn và Đường Yên hợp tác với nhau trong một vài dự án và trở nên thân thiết. Thậm chí, khi ông nội của Đường Yên qua đời, tài tử họ La cũng đã lập tức gửi bình luận an ủi. Thời điểm Đường Yên đau khổ vì mối tình với Khưu Trạch, La Tấn cũng đau lòng thay cô. Sau này, cặp đôi từ bạn bè chính thức trở thành người yêu trong sự tán dương của tất cả mọi người. Mỗi lần xuất hiện bên nhau, La Tấn luôn nắm chặt tay và bảo vệ Đường Yên hết mực. Sau khi vợ sinh con, La Tấn trở nên hốc hác vì bận chăm sóc con cái. Nhưng điều nhỏ nhặt này cho thấy La Tấn là một người hết lòng vì gia đình, vợ con. Việc sinh nở khiến tôi yếu đến mức không thể cử động được và chỉ có thể nằm một chỗ. Trong khoảng thời gian này, anh ấy đã chăm sóc em bé và suốt 2 ngày đầu dường như không ngủ vì tất bật chăm con suốt đêm. Đường Yên chia sẻ với ông xã, đối lập với La Tấn, Phùng Thiệu Phong lại là một tài tử phong lưu, đa tình. Mỗi lần đóng phim, anh lại vướng scandal tình ái với nữ diễn viên. Năm 2011, Phùng Thiệu Phong được cho là đang hẹn hò với nữ diễn viên Hứa Kỳ Văn. Sau đó, tới năm 2007, anh vướng vào tin đồn tình ái với Hồ Hạnh Nhi. Tiếp đó là An Dĩ Hiên, Dương Mịch. Năm 2012, anh công khai hẹn hò với Nghê Ni. Nhưng sau khi cả hai chia tay, Phùng Thiệu Phong nối dài drama tình ái với các nhân vật khác như Lâm Duẫn, Quách Bích Đình, đến khi kết hôn. Giữa lúc vợ sinh con được 5 tháng, tài tử họ Phùng đã vướng vào scandal ngoại tình với hot girl trên mạng xã hội, người được netizen đồn thổi, từng đảm nhiệm vị trí đóng thế cho Lưu Diệc Phi. Hot girl này và Phùng Thiệu Phong từng gặp gỡ nhau trên phim trường Nhị Đại Yêu Tinh và vẫn giữ liên lạc từ đó. Cô gái này vô tư khoe với bạn bè rằng Phùng Thiệu Phong thường xuyên phàn nàn về việc mất tự do khi kết hôn. Nam tài tử được cho là đã mua nhiều món quà đắt tiền để chiều lòng người tình, thậm chí còn chui vào vali nhờ trợ lý đẩy tới chỗ hẹn. Không chỉ vậy, khi tham gia show truyền hình, Phùng Thiệu Phong tỏ ra bối rối. Tôi không biết bà xã thực sự yêu và muốn kết hôn với tôi, hay cô ấy chỉ vì cần phải yêu, cần phải kết hôn nên mới hẹn hò với tôi. Lúc đóng phim hoặc gặp việc gì khó khăn, về nhà tôi sẽ ôm đầu và khóc. Vợ tôi chỉ lặng lẽ nhìn tôi, và khi tôi khóc xong, cô ấy bảo tôi nhìn con trai, mọi thứ sẽ ổn. Tài tử họ Phùng cũng cho biết, sau khi sinh con, Triệu Lệ Dĩnh bị trầm cảm một thời gian, trở thành người dễ khóc. Trang QQ bình luận, người vợ bị trầm cảm sau sinh, chồng dồn nén cảm giác bực bội từ bên ngoài, về nhà bộc lộ cảm xúc. Tất cả đều khiến không khí trở nên nặng nề, hôn nhân không chung thủy, sự nghiệp không cùng sóng, lại không thể trở thành chỗ dựa tinh thần của nhau. Hơn nữa, Triệu Lệ Dĩnh còn phải đối mặt với áp lực từ nhà chồng, với tin đồn cần phải sinh con thứ hai và cả những sự coi thường của gia đình. Có lẽ Triệu Lệ Dĩnh không còn cảm thấy hạnh phúc trong hôn nhân. Mỹ nhân họ Triệu là người có lý tưởng, niềm tin và hoài bão nghề nghiệp. Cô từng chia sẻ rằng bản thân mình không phụ thuộc, ỷ lại vào tình cảm của đối phương. Luôn cố gắng, nỗ lực hết mình và độc lập trong suy nghĩ. Vì điều này, ly hôn có lẽ là điều không thể tránh khỏi.